thấy hoa mai nở biết xuân về đây. 12 tháng qua mơ một mùa này, bạn bè hôm ta khắp hương thấy xuân về trên miền quê hương, ta được phút tương phùng yêu thương. Có cô thôn nở ước một mùa chúc mừng đầu năm, chúc anh vui bước đường công danh. Em hơi thấy không em mất. Xin chào anh em nhé. Clip này thì bên cửa hàng có test những chiếc đẩy bãi và các thụy hàng bãi của bên cửa hàng gửi cho anh em. Ngày hôm nay thì với phân khúc những chiếc cục đẩy 3 kênh dòng đẩy bãi thương hiệu Kaku, thương hiệu Nhật, thì với dòng công suất này thì rất là khỏe luôn. Với kênh phun của nó thì đạt 800W và kênh sup của nó thì trên 1000W anh em nhé. Anh em có thể đánh phun hết giải này cũng được. Thì trong video clip này thì bên cửa hàng có test cho bác khách hàng. Anh khách hàng này thì anh ở Kiên Giang, thì với giá thành con đẩy này thì nó giá 4.800.000 nhé. Giá này giá bao ship rồi. Thì anh đã cọc của bên cửa hàng một chút và số máy cửa hàng là 0396855899 và địa chỉ cửa hàng ở phường An Lạc, Chí Linh, Hải Dương. Thì anh Chính này thì anh cũng đã lấy của cửa hàng rất là nhiều rồi và anh rất là thích những cái mẫu đẩy ba kênh này. Thì ngày hôm nay thì trực tiếp test cho anh cũng như là những cái sản phẩm được lên đường cho anh em. Và bên cạnh đó thì với những cái combo, những chiếc đẩy bãi CAF này, hay là hôm nay thì có bác khách hàng thì bác cũng chọn sử dụng vang cơ, vang dễ chỉnh, bác cũng cao tuổi, bác rất thích cái dòng này để trưng hay bày đẹp. Nói chung là những cái dòng này thì chơi hay bài đẹp rất là tốt. Và cái dòng này thì nó có cả eco này, eco, chế độ eco delay rất là hay. Thì đây là một trong những cái mẫu đẩy ba kênh này, thì ngày hôm nay thì cửa hàng tiếp tục test lên đường cho anh em. Với những cái mẫu này thì không, số lượng không có nhiều anh em nhé. Và đặc biệt là cái dòng này thì nó có vị nâng tiếng, công suất mạch class H, sử dụng có bù áp nên rất là khỏe luôn, dung lượng thì rất là ổn áp luôn. Thì nếu anh em nào đăng ký kênh của bên cửa hàng âm thanh bãi thì anh em sẽ được cập nhật những cái sản phẩm mới nhất nhé, cũng như là những cái sản phẩm luôn được test lên đường cho anh em. Một sản phẩm hàng bãi rất là đẹp luôn. Thì tổng quan con này thì mặt đằng trước mặt phay nhôm đấy, sử dụng 3 chi nắp này rất là đẹp. Cái kênh thứ ba này anh em có thể đánh full được hoặc đánh súp. Đánh súp thì anh em có thể gắn qua vang, công suất nó đạt trên 1000W thì anh em có thể đánh được 2 quả súp đơn 40 dòng côn 100. Và kênh full này thì anh em có thể đánh sự kiện thì anh em đánh mỗi kênh một quả 40 côn 100. Còn nếu mà gia đình thì anh em có thể đánh được 2 cặp 30 nhé, đánh rất là căng luôn. Về hình thức con này thì nó đẹp xuất sắc rồi. Anh em thấy với cái dòng này nó sử dụng cả vị nâng tiếng này, sử dụng 8 tụ lồng nguồn dành cho kênh full và kênh thứ ba dành 4 quả rất là to, nguồn biến áp rất là xịn sò, to luôn. Đấy, thì ở clip này thì bên cửa hàng có test nhanh cho anh em và báo giá những cái dòng đẩy ba kênh của bên cửa hàng rất là nhiều mẫu để anh em có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm để về chơi các cấu hình karaoke gia đình hay là sự kiện hay là anh em đi làm kéo kéo. Thì với cái mẫu này đang có giá cho anh em là 4.800.000 nhé. Anh em alo trực tiếp tới số máy cửa hàng là 0396855899.